Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Photoshop để retouch khuôn mặt. Nó quá nhiều rồi, nhưng mà cái này mình muốn tổng hợp lại một chút và thêm một vài bước nữa. Thì ở đây là cái stock cũng như là cái quá trình đã hoàn thành của mình. Thì thì bác An Phạm trên Group Blend and Retouch có gửi cái PSD mình đã coi và nghiên cứu, thì có một số cái cũng khá là hay nên mình muốn tổng hợp lại chút xíu nữa để mà giải thích cho những cái bạn mà có file PSD này trong tay rồi nhưng mà không biết sử dụng, hay là nhìn nhưng mà không có hiểu lắm. Thì đây mình sẽ hướng dẫn giải thích rõ ràng hơn chút xíu. Thì ok, bỏ hết đi ha. Rồi, đây là cái stock. Mình sẽ đầu tiên là retouch lại cái da. Đây các bạn thấy nó chưa có được đều, chưa có được đều, nó có phần sáng này, cái nhìn là đỏ đỏ và lại xám. Mình sẽ làm cho nó đều hơn. Cách là Ctrl J hai lần lên. Đặt tên cái dưới này là blur và cái ở trên này là tag. Đại khái là cái này mình sẽ làm blur nữa. Blur này, Gaussian blur này. Và để nó tới cái mức nào đấy để mà nó vẫn còn thấy những cái chi tiết vừa phải. Ví dụ như đây mình để 3.3 đi. Thôi cho nó lẻ tí nữa, 3.5. Rồi click ok. Chúng ta bật cái này lên. Textures. Đại khái là mình sẽ lấy chi tiết ở trong cái này để mà bổ sung vào cái này. Thì cái này có một cách là vào filter order high pass và cái ok. Vấn đề là ở đây nó có vẻ nó hơi gắt. Thì Photoshop cho mình một cái hay hơn chút xíu nữa mà làm. Đó là đâu rồi. Cần chuẩn chỉnh lại. Rồi. Ta sẽ chọn cái này ha. Rồi email nè, apply email nè. Đây sẽ cho các bạn cái này. Thì ở đây các bạn sẽ chọn tới cái blur. Tức là đây nó cho mình những cái layer này, nó sẽ set những cái layer này có những cái layer nào. Ví dụ bạn không đặt tên thì ví dụ thì nó sẽ nằm cái thứ hai á, chọn cái thứ hai. Đây mình chọn là subtract, nghĩa là loại trừ. Nghĩa là nó sẽ lấy cái layer này, nó set xuống cái layer dưới, nó coi thử có chỗ nào cần làm nét thì nó sẽ lấy nét cái đấy ngược trở lại. Rồi ở đây ha, scale ha. Cái scale dịch ra là giống kiểu quy mô á, thì mặc định nó là như thế này, 1:0. Thì cái này quy mô nó vậy chưa đủ, mình sẽ đẩy nó lên thành 2 để giảm nó chút xíu. Và offset em để 128. Offset đại khái là cái độ khử cái độ bù trừ á, thì 128 là ở trong cái khoảng của RGB thì 256, thì 128 nghĩa là nó ở khoảng 50 gray. Nghĩa là đúng màu xám 50% á, màu xám 50%. Thì đây ha, vậy ha. Rồi, cái layer thứ hai này, layer blur này. Blending mode là subtract này. Scale là 2 này và offset là 128. Và click ok. Ở đây là các bạn có rồi, các bạn để xuống cái chế độ này là supply. Không phải. Linear line. Rồi, nhớ nha, linear line. Rồi gom hai thằng này lại và cho cái này là skin. Nhớ ra, mình có thể tắt bởi nên nó không khác biệt gì nhiều. Nó không khác biệt, nghĩa là đúng rồi đó. Nó mà khác biệt là mình làm sai rồi. Thì ở đây cái tiếp theo nữa là chúng ta có thể làm blur thêm như này. Các bạn sẽ sử dụng là laser tool này và cái feeder mặc định là không đi, mình có thể là không. Đây quy này. Khi để này lên, các bạn thấy cái vùng chuyển mình vừa bấm nút quy nha, chữ quy trên bàn phím ấy, chữ quy. Thật lại. Thì cái mình muốn tạo cái vùng chuyển. Cho nên là mình sẽ đẩy feeder lên khoảng cỡ tùy hình. Thường mấy hình lớn như này, cái ảnh này là 3000 x 2000, mình sẽ để khoảng cỡ 14 20 gì á. Phải đi.
và mình sẽ tạm cái vùng mà mình muốn tạo đó. Ở đây có thể bấm lại quy này đó, nó tạo cái vùng chuyển như vậy là tốt rồi. Và mình sẽ vào filter blur Gaussian blur và đẩy nó cao lên chút xíu, mình để cỡ 30, cỡ 22 đi. Ok rồi, tiếp tục tạo những cái vùng khác sao cho hết cái mặt này, nó có sẵn thì bấm đây thôi hoặc là bấm Ctrl F thôi. Nè, khoanh vùng này. Khoanh cái vùng mà mình muốn làm và bấm Ctrl F rồi tạm thời gần gần các bạn có thể thấy nó rất là đều. Ý, tại sao nó lại đều như vậy? Lý do là mình không làm mất đi cái texture, cái chất liệu da, những cái vân da đó nó vẫn còn nằm ở đây. Thì đây có thể tắt cái này đi, các bạn có thể thấy là những cái vân da này nó vẫn còn nguyên ở đây. Còn những cái vùng ven, cái vân da mà nó không có rõ thì nó sẽ bị làm blur đi. Cho nên là những cái vùng này nó sẽ làm cho nó rất là đều lại, đều lại chứ không bị gắt như hồi nãy nữa. Tiếp tục click lại vào blur này, đã tạo những cái khu vực khác. Ctrl F này, Ctrl F này, cứ làm như vậy tới nào hết cái khuôn mặt thì thôi. Ctrl F. Tại vì khuôn mặt của cô mẫu này cũng không có mụn cho nên mình cũng không cần phải tẩy mụn. Nhưng mà nếu mà có thì chúng ta sẽ phải tẩy trước. À đây, đây có cái vết bớt nè. Rồi nguyên cái vùng vai này, mình muốn làm nguyên cái vùng vai này luôn. Ctrl F. Click, nhớ click vào blur rồi hẳn Ctrl F ha. Rồi ok. Ở đây các bạn có thể thấy đây là trước và sau, trước và sau, trước và sau, trước và sau, khác biệt rất là nhiều ha. Rồi tìm và diệt rác. Đây không có. Đây có cái vùng này. Mình có thể khử nhiều cách nhưng mà đây mình sẽ làm nhanh bằng Patrol đi. Ctrl Alt Shift E và ra ngoài này là cái mẫu. Rồi, rồi được rồi. Rồi, vậy là tạm thời là xong cái da ha. Ở đa phần những cái ảnh khác thì nó cũng cùng cái thông số ấy thôi. Scale là 2 và offset là 128. Rồi, tạm thời xong. Ctrl Shift E đi cho nó. Rồi, tiếp tục là tạo cái cho nó có tí contrast lên. Mình sẽ nhân đôi nó lên. Vào channel này, đè phím Ctrl này, click vào RGB thì tự động nó sẽ tạo cho chúng ta những cái vùng chọn. Thì cái vùng chọn này chính là cái vùng chọn là vùng sáng, vùng highlight. Rồi, chúng ta Ctrl J để nhân đôi vùng highlight này lên. Đây có thể tắt hai cái này đi. Đó, những cái vùng này là cái vùng highlight này. Thì cái vùng highlight này mình sẽ đặt tên trước là highlight. Và mình để nó là screen để cho nó sáng hơn. Cái vùng highlight này nó sẽ sáng hơn. Thì làm sao để mà có cái nhớ một cái screen này nó nằm ngay dưới cái lighten, nghĩa là cái này nó sẽ làm sáng. Rồi tiếp tục chọn lại layer 1 này và channel này. Để phím Ctrl và click vào đây. Thì mặc định nó vẫn đang ở highlight nhưng mà mình sẽ đảo vùng chọn lại. Highlight không còn highlight nữa thì nó sẽ là midtone và shadow. Nghĩa là cái vùng tối đó. Rồi, chúng ta bấm Ctrl Shift E để đảo ngược vùng chọn lại. Nghĩa là chúng ta đã chọn cái vùng shadow và vùng midtone rồi. Ctrl J lên. Thì ở cái này nó sẽ là shadow đi. Và mình sẽ để cho nó tối. Để multiply. Cách nhớ là nó nằm ngay trước cái darken, nghĩa là cái multiply này nó sẽ làm dark cái, làm tối đi ạ, làm tối cái bức hình, khác những cái vùng chọn của cái layer đó. Mình sẽ giảm nó xuống chút xíu, giảm xuống chút xíu và mình để cái này là contrast. Rồi
Đó, nó có chút contrast hơn rồi đó. Rồi tiếp tới dot burn này. Rồi bấm Ctrl Shift N để tạo một cái layer mới dot burn. Rồi, ở đây mình sẽ edit nè. Fill 50% gray. Thì lý do là bởi vì mình sẽ để xuống supply. Và cái supply này thì ở những cái vùng gray 50% thì nó sẽ không tác dụng, không có bị ảnh hưởng tới hình. Và mình dùng màu xám là bởi vì mình có thể nhấn cho nó tối hơn hoặc là đẩy cho nó sáng hơn. Còn để màu tối thì nó không có tối hơn được nữa. Thì đại khái là vậy. Rồi, tới đây mình sẽ đó trước ha. À, thôi bơm trước đi. Bơm tool. Và bắt đầu làm tối đi những cái vùng mà mình muốn dìm nó xuống. Để exposure nhỏ nhỏ thôi. Và bấm protect tone. Để nó giữ lại những cái màu của da. Mình sẽ nhấn làm sao để mà nó tập trung mắt nhìn của người xem vào phần mặt của mẫu. Và đẩy mũi của mẫu cao lên chút xíu nè. Cái này cũng cần tập luyện một chút. Rồi, xong. Nhớ là đánh nhẹ nha, không cần phải đánh mạnh quá. Đánh mạnh quá là nó lố liền á. Rồi, tiếp là dot, nghĩa là làm sáng lên. Mình sẽ đẩy cái vùng má lên chút xíu này. Vùng môi lên này. Vùng mũi này. Và đâu rồi này, tiện là mắt luôn đi, mình sẽ dot làm sáng cái này lên, sáng cái tròng lên và nó sẽ mắt nó sẽ sáng hơn nhiều. Đó, mình có thể thấy trước và sau khi này, trước và sau đó. Rồi, đánh thêm một chút cái tóc cho nó sáng hơn lên. Đây mình sẽ để shadow để highlight đi. Và mình sẽ đánh cho nó sáng lên chút xíu. Đánh cho phần vai nó đẩy lên. Đây, đó là trước và sau khi chúng ta dot and burn. Rồi đã dot and burn xong rồi đó. Như vậy thấy nè, đây là sau khi chúng ta đã làm burn xong, dot and burn xong. Giảm nó xuống chút xíu. Rồi, ok. Tiếp theo, gì nữa ta? Chỉnh lại màu tí xíu cho nó có phong cách Nga hơn. Vào level trước đi. Mình cân cái này lại, kéo nó lại để cho cái vùng sáng nó vừa đúng sáng, không có bị dư. Và nó sẽ bị nó hơi nhợt nhạt. Mình kéo người trở lại sẽ cho cái đầu này nó vừa chạm vô thôi ha. Đây, chạm vô. Rồi. Tiếp theo vào curve, tạo cái layer curve nè. Ở đây mình sẽ blend chút ít cái màu cho cái background nó xanh hơn. Và cái mẫu kéo ngược lại blue này, thêm một chút vàng vào mặt mẫu này và bình thường lại ở background. Green nhẹ thôi. Rồi, tiếp tục curve. Đẩy lên chút xíu, lộ thêm chút vàng nữa cho cân bằng lại. Rồi, đơn giản hai cái layer curve thôi.
là đã khá ngon lành rồi. Rồi tiếp cái vùng tối này mình cảm thấy nó hơi hơi mất chi tiết, mình sẽ đẩy nó lên. Vùng highlight mình không có để nó sáng quá, mình giảm nó xuống một chút xíu. Rồi rồi ok, tiếp tục cho nó tối cái góc này đi ha. Rồi, cho tối góc đi, sẽ tạo cái layer curve và kéo xuống, và mình sẽ tạo một cái gradient vào trong cái lớp này để mà tròn nha, và kéo để nó đâu rồi, ngược lại để nó chỉ áp dụng vào cái phần biên thôi, không áp dụng phần mặt. Rồi đã giảm nó đi chút xíu thôi. Rồi tiếp tục sao nữa ta, curve đi, à thôi bỏ. Mình sẽ đâu rồi, làm gì giờ ta? Thôi giảm màu đi chút xíu. Đấy quá. Rồi cái này là mình đang để ở master nha, saturation, giảm cái độ bão hòa màu của cả bức hình, và đẩy nó qua hue, đẩy nó qua bên phải chút xíu để mà mình thêm chút màu xanh vào, nhìn nó lạnh hơn tí xíu. Rồi tạm thời là như vậy. Các bạn có thể đề phím atlas nè, và click vào hình con mắt, nó sẽ đưa cho chúng ta cái before and after, before nè, after này. Rồi tới đây cái cuối cùng lấy nét con mắt này, mình cảm thấy nó chưa có tốt lắm, thì cách lấy nét tốt nhất là chúng ta chuyển qua lab. Mình sẽ bây giờ chúng ta đã làm cái này nó hơi phức tạp rồi, nên thôi rồi, Control Shift Atlas E để mà mẹt tất cả lại, và vào filter order high pass, và để cỡ 3 đi thì ok, và để sub lại coi thử cái mắt nó hơn đi chưa. Rồi ok được rồi. Rồi căn bản là xong rồi. Nãy giờ là làm khá nhiều bước rồi, nên nếu bạn nào chưa hiểu thì có thể làm lại, quay lại cái video, quay lại từ đầu video và bắt đầu làm ha. Thì mình hy vọng là giúp được các bạn với cái cách giải thích của mình. Rồi, được rồi. Các bạn nhớ share và subscribe cho mình nha. Cảm ơn.